Thưa quý vị, hôm nay các thí sinh Đà Nẵng tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 với môn toán. Đề thi môn toán có 5 câu hỏi với thời gian làm bài là 120 phút. Theo các thí sinh, sau khi hoàn thành môn thi, đề toán năm nay có một số câu phân hóa nên không dễ để đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, nếu nắm vững kiến thức trong chương trình sách giáo khoa thì vẫn có thể đạt điểm tốt. Là đề thi thì lại có 5 câu, thời gian làm toán đại thì là em làm mất có một nửa, còn một nửa còn lại là em dồn hết vô câu cuối làm câu hình. Và năm nay em thấy đề thi nó cũng tương đối là không dễ, nhưng mà khi mà mình có học thì là mình sẽ làm được. Thế nên là em nghĩ là đề thi là nó cũng thuộc dạng trung bình của các năm. Phải làm hết giờ luôn mà. Thì em thấy nó cũng hình như tương tương với năm ngoái. Em thấy nhẹ nhõm hơn á, vậy kiểu như cả một cái thời gian và em cố gắng xong cái thôi thi được thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, trong ngày thi thứ hai, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số thí sinh dự thi là 13.170 thí sinh trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi, vắng 83 thí sinh. Ngoài ra không có cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế thi trong sáng ngày thi thứ hai này. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Sau khi kết thúc môn thi thứ hai, ngày mai hơn 1.000 thí sinh sẽ thi môn chuyên, dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Theo chỉ tiêu các trường công lập, năm nay thành phố Đà Nẵng có 10.400 chỉ tiêu trên hơn 13.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 183 thí sinh tuyển thẳng.